Trước khi dự án cải tạo Hồ Văn được thực hiện, khu vực giữa hồ được gọi là Gò Kim Châu tồn tại việc xây đền, lập phủ, tổ chức hầu đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảnh quan chung của khu di tích, làm sai lệch các giá trị vốn có của tổng thể khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Từ năm 2017, câu chuyện hồi sinh Hồ Văn đã được các cấp chính quyền đề cập nhưng phải sau 5 năm mới trở thành hiện thực. Trong một thời gian dài thì gần như là Hồ Văn bị quên lãng. Rất nhiều người Hà Nội sống tại Hà Nội cũng không biết Hồ Văn là thuộc Văn Miếu Quốc Tử Giám. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã nỗ lực để hồi sinh Hồ Văn, và trong đó có việc phục dựng phương đình và tôn tạo Gò Kim Châu, và đến cuối năm 2022 thì công trình đã hoàn thành. Thay đổi đáng chú ý là việc xây chiếc cầu đá dẫn sang gò. Theo những người dân xung quanh khu vực này, trước đó Hồ Văn rất sâu, mỗi lần di chuyển sang gò đều phải dùng thuyền gây mất an toàn. Cảnh quan sân vườn ở khu vực Hồ Văn cũng được thay áo mới. 2010 thì bắt đầu là đã làm kỷ niệm nghìn năm Đông Đô Thăng Long ấy, thì bắt đầu cải tạo lại, và cách đây được khoảng hơn năm đấy, gần 2 năm thì bắt đầu xây cầu ra đảo Kim Châu. Thì mà đến ngày hôm nay thì thật sự là cảnh quan nó thay đổi hoàn toàn khác 100%. Năm nay tôi quay lại đây thì thấy khung cảnh nó khang trang hơn và được thay bộ mặt, đó là một cái cầu và một cái phương đình ở bên trên, bên trong này rất là đẹp. Đối với Gò Kim Châu, các đồ thờ, tượng thờ, các công trình thờ tự phát cũ do một số người dân xây trái phép trên đất di tích quốc gia đặc biệt đã được di dời. Hiện nay, công trình kiến trúc duy nhất trên gò là tòa phương đình, xưa kia từng được nhắc tới với công năng là không gian vịnh thơ của sĩ tử. Nằm phía trước khu nội tự Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Văn nay đã được cải tạo khang trang sạch đẹp hơn, là điểm đến thu hút người dân và du khách. Khung cảnh nơi đây rất đẹp, yên tĩnh và bình yên, cho tôi cảm giác thư giãn, tôi rất thích, thực sự rất đẹp. Chúng tôi đến tham quan Văn Miếu và bắt gặp chỗ này nên đã qua đây. Tôi đã có rất nhiều bức hình đẹp mắt tại đây. Chúng tôi cũng đang kết hợp với bên Văn Miếu để phát huy các sự kiện để kết nối với các trường, đưa các chương trình về nghệ thuật dân gian như hát chèo, múa rối và hát tuồng, và tiếp là tiếp cận đến các cháu để các cháu hướng tới cái giá trị về giáo dục di sản. Hà Nội đang quyết tâm thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, thành phố sáng tạo. Không gian Hồ Văn vừa được cải tạo rất lý tưởng để trở thành không gian sáng tạo mở với vị trí đắc địa, giá trị văn hóa lịch sử độc đáo.